Rồi. Banh mà cứu xong mà anh chết là ta ném lên đúng không? Không được, anh xuống đá nha. Ra là ném hết. Còn banh sống chụp đường là đá, bình thường. Và các cái banh mà cứu xong, ta sẽ cho biên nữa, đá lên được. Chuẩn bị quay đứng ở giữa là hai đội bóng tê nha. Thôi, cúp máy. Đang xe chào khán giả đó. Một trang pháo tay dành cho cầu thủ hai đội. Không, tết, 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 tết. Đấy. Chút nữa ai dạy làm nha. Qua, qua luôn, qua lên này luôn. Đây, đây, qua đây, qua đây, qua đây luôn. Đây, qua luôn. Gì vậy? Chỗ đâu? Yeah.
bóng rất hợp lý. Quả bóng ra cản cái đường xuất bóng của thủ vậy đó. Ôi, đây dâng cao. Vẫn là bẻ xéo. Tốt. Và solo của Thiên Phúc cũng không qua được hậu vệ của 7A3. Cái mình ghét giống như vậy. Và phải là bẻ xéo tấn công thương tâm về quân thành của 7A3. Rồi Thiên Phúc, Thiên Phúc ai chặt mình không được, không được rồi. À vẫn còn, bé vẫn còn đằng sau. Không vào, một cách xuất sắc, một pha bấm mà không buồn bẻ. Lúc cầu thủ của 7A3 tổ chức chơi phạt lượng phản công với số đông qua ở phần sân nhà. Lạc Minh đang có bóng, Lạc Minh lại đây. À không được rồi, không qua hậu vệ của 7A3. Cái này rất hay. Còn đấy. Đấy. Sao như vậy? Trời, cầu thủ số 02 của 7A3 vừa xa bóng không được với nhau. Biên cho 7A6. Và ghép dành cho 7A3. Thông buồn là có pha tiếp ghép rất là chính xác. Chúng ta thấy 7A6 đang tổ chức dồn dập tấn công vào phía khung thành của 7A3. Cho 7A3. Trận đấu chúng ta đang được đẩy lên tốc độ rất là gay gắt. Các cầu thủ hai bên anh biết là biết. Rồi số 16 là đây, qua người rất tốt, rất tốt. Và pha phạt góc dành cho 7A6. Thank you.
Quốc Huy. Ui, làm gì? Rồi, rất tốt. Rồi, rồi, đợi đấy. Tây Duy, Tây Duy. Không được rồi. À, chúng ta vừa thấy lớp 7A3 mình chấp đưa phòng ngự phòng công rất là xinh đẹp. Đạt Banh đứng lại không? Bé ba chúng ta đá biêu, chúng ta đá biêu, bé ba đá biêu. Thủ Tấn Duy đá biêu. Rồi, hay quá, Phú Phú, đánh về đây. Hay quá, đánh gì, qua đường mau. À, một pha... và đã ra ngoài an toàn của lớp 7A3. Và đá biên của 7A6. Ném đi hết đường biên ngang. Quốc Huy. Rất là tốt. Rất tốt. Nhiều rất là sáng nước. Rất tốt. Nhật Minh. Quá đẹp. Quá đẹp. Cầu thủ số 16 Nhật Minh vừa ghi bàn. Quá đẹp. À, hai đội anh Minh đã Minh. Vừa cái bàn, một pha đánh đầu cẩn thận rất là hay. Trận đấu, thời tiết ủng hộ và trận đấu rất là hấp dẫn. Đùi quá đẹp luôn. Và đó đi bò. Và đánh đầu đi vào sát cửa. À, một pha chơi tay trong vòng cấm và bé 6 được hưởng quả, bé 3 được hưởng quả lên sát tay của 7A6 là có một quay hơi rung ba. Màu gán thì gán. Đỡ hai tay vô. Đỡ hai tay. Một tay dựa vô người. Đó. Đỡ hai, một tay hai. Mỗi quá những cái là chính là quay, còn không thôi bỏ qua, bỏ bớt. Hai chiếc lửa tài quay lúc máy ảo thay cho ba lên bể à tình binh xíu qua máy ảo không em nghĩ chắc vậy là anh gì hai cầu thủ kìm tấn gì à thì không rất tốt à có chân của cầu thủ này rất là đẹp
và dàn xếp ở sân nhà của Bảy Gia Xéo. Rất tốt, Thiên Phú không vào và anh Nga rất là có ý đồ. Nhật Minh không qua được cầu thủ phòng vệ của Mỹ của Mẹ Ba. Rất
tốt, hữu vàng rất tốt. Cầu thủ sẽ đứng vừa rồi là số bé ba có sự thay đổi người thay đâu thay đâu thay đâu